Thưa quý vị, thưa các bạn, thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp trong sử dụng sản xuất sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế và thân thiện môi trường, để từ đó hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững là một mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày một nâng cao, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn cũng ngày càng tăng, nhất là các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy, việc tăng cường triển khai và áp dụng các chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam sẽ là một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững. Hàng ngày khi mà tôi cùng các con cháu ấy mà đi chợ đi thường sử dụng các sản phẩm sạch ấy, tức là ví dụ như là những cái sản phẩm hữu cơ chẳng hạn. Thế hoặc là những cái rau hữu cơ rồi là các thực phẩm nuôi chay, lợn chay đấy. Thường là chúng tôi bây giờ đang sử dụng những sản phẩm như thế. Tôi nghĩ là những sản phẩm đấy sẽ tốt cho sức khỏe của tôi và cả gia đình hơn. Thực tế thời gian qua, để hướng tới tiêu dùng bền vững, người tiêu dùng rất cần sự hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện từ các chủ thể liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Bởi khi triển khai những chương trình hành động về sản xuất bền vững thường gặp nhiều khó khăn, khiến giá thành sản phẩm tăng lên, trong khi không phải người tiêu dùng nào cũng có đủ điều kiện chi trả cho những sản phẩm xanh, sản phẩm bền vững. Ngoài ra, yếu tố bền vững trong kinh doanh hiện nay đang được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Tuy nhiên, một khi đã chọn con đường sản xuất nông nghiệp hữu cơ, doanh nghiệp không thể ngày một, ngày hai, mà cần cả lộ trình và kế hoạch cụ thể để tạo ra các sản phẩm sạch, giữ chọn niềm tin của người tiêu dùng. Thực tế hiện nay thì cho thấy thì sản xuất và tiêu dùng bền vững là một xu hướng thực tiễn, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà đây là xu hướng mang tính chất toàn cầu và đã được thực hiện, triển khai và thúc đẩy tại rất nhiều quốc gia. Và không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả trong khu vực và tại nhiều nước lân cận. Thì chính vì vậy mà trong thời gian gần đây thì nhận thức của người dân nói chung và người tiêu dùng nói riêng đối với việc là tiêu dùng xanh, lựa chọn những cái sản phẩm có cái quy trình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời là thực hiện những cái hoạt động mà mình giảm thiểu những cái tác động tiêu cực đến môi trường cũng đã được nâng cao. Sự xuất hiện của sản phẩm xanh trong hệ thống phân phối bán lẻ tại Việt Nam đang trở thành tất yếu. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đã nhận thức được sự cần thiết của các hoạt động bảo vệ môi trường, qua đó dần thay đổi hành vi, thói quen để có tác động tích cực trong việc sản xuất hàng hóa xanh. Đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, phân phối, tiêu dùng thể hiện qua việc gia tăng sự hiện diện của các sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường tại các hệ thống phân phối hiện đại và cơ sở phân phối truyền thống. Aeon Việt Nam không chỉ đồng hành trong năm nay mà đã rất nhiều năm kể từ khi Aeon Việt Nam có mặt tại thị trường Việt Nam, thì chúng tôi đã luôn đồng hành cùng với chính phủ và chính quyền địa phương để thực hiện các chương trình. Thứ nhất là giới thiệu những cái sản phẩm xanh đến người tiêu dùng, và thứ hai là lan tỏa những cái kiến thức và những cái hoạt động để tất cả người dân ở cộng đồng xung quanh Aeon và khách hàng Aeon có thể tham gia và đồng hành cùng với chính phủ và Aeon. Định hướng về phát triển bền vững luôn nằm trong tầm chiến lược của các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp bán lẻ đưa ra những giải pháp đóng gói hàng hóa cho khách hàng như sử dụng giấy tái chế, tận dụng thùng cát tông, túi mua hàng sử dụng nhiều lần, túi ni lông phân hủy sinh học, vân vân. Bây giờ ấy là cái công nghệ nó cao, ngoài những thứ dùng như thế là mình cũng không còn dùng theo kiểu thủ công nữa, mà mình dùng theo kiểu theo công nghệ, một là theo chỉ đạo của môi trường, hai nữa là mình hàng ngày mình dùng những cái thực phẩm thân thiện, rồi đi chợ thì mình mang làn hoặc mang túi xách theo để mình đựng về nhà là mình giặt đi thôi, lại bình thường. Hoặc là những các cái túi ni lông mà được phân hủy cái màu đen mình đã nhận biết được rồi thì mình dùng những các cái thứ đó thì là nó đỡ, nó thân thiện với môi trường. Mục tiêu đẩy mạnh tiêu dùng bền vững trong cộng đồng là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Theo đó, người tiêu dùng được đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, v.v. khi tham gia giao dịch, sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cũng như được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng tiêu dùng và tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững.